Hai xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì Quyền sẽ chia sẻ với bạn một cách để mà chúng ta có thể xem World Cup bóng đá trên TV bằng Wi-Fi hoàn toàn miễn phí qua ứng dụng các bạn nha. Và trước mặt bạn đây là cái TV của hãng LG, đang có mức giá giảm tại điện máy xanh tiểu cần, chỉ còn 12.590.000. Đây là TV 55 inch các bạn nha, giá gốc là 22.990. Đây, đây là TV LG, và đây là remote các bạn nha. Trước tiên các bạn hãy bấm vào nút home nhận quyền biểu tượng ngôi nhà. Rồi, các bạn di chuyển đến cái biểu tượng TV 360 nè các bạn nha. Các bạn chọn vào. Rồi, các bạn hãy chọn vào cái phần chọn tất cả luôn các bạn nha. Rồi, mình đồng ý ha. Rồi, các bạn đợi một xíu để cho TV nó lót ứng dụng. Vì đây là lần mở đầu tiên nên TV cần phải lock cái ứng dụng các bạn nha. Và nó sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất của TV 360 cái ứng dụng các bạn. Đây, hôm nay thì Quyền cũng hỗ trợ rất là nhiều khách đang gặp vấn đề vì xem TV bằng Wi-Fi, xem World Cup không được các bạn nha. Rồi, vô bên sách này thì chúng ta sẽ di chuyển qua. Đây các bạn thấy không? VTV1 đây, VTV3, VTV Cần Thơ, VTV5. Ngày hôm qua có trực tiếp VTV5 không bạn nha. Có tất cả các đài trên đây luôn. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào mục tất cả. Đây thì chúng ta sẽ bắt được tất cả đài của truyền hình VTV2 nè. Mình sẽ mở cho bạn xem. Rồi, tới đây thì chúng ta sẽ có thể đăng nhập bằng một cái điện thoại và ứng dụng các bạn nha. Quét mã để mà chúng ta đăng nhập, hoặc là số điện thoại nè. Thì chúng ta sẽ tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí thôi. Thì các bạn cứ tạo nhập số điện thoại chúng ta vào. Ví dụ như là Quyền sẽ nhập số điện thoại của Quyền vô. Rồi, sau đó mình sẽ bấm tiếp tục. Rồi, nó sẽ gửi một cái mã xác nhận về điện thoại của chúng ta. Và sẽ nhập vô ha. 740878, rồi mình sẽ nhập vô 740878. Rồi chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Rồi nhập mật khẩu thì các bạn cứ để mật khẩu tùy thích ha, các bạn muốn mật khẩu nào cũng được ha. Các bạn nào mật khẩu xong thì chúng ta sẽ bấm chữ hoàn thành nha. Sau khi mà chúng ta đăng ký tài khoản thành công rồi, các bạn cứ chọn kênh mà chúng ta yêu thích muốn xem là được các bạn nha. Đây mình sẽ chọn VTV2, hôm nay trực tiếp World Cup đây. Để chọn vào. Rồi, phát được bình thường các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ chọn qua VTV5. Đây, hôm nay Quyền xem trên hai kênh này thì Quyền sẽ mở cho bạn xem. Ok, hoàn toàn bình thường các bạn nha. Và đây là cách mà Quyền tìm hiểu, muốn chia sẻ với các bạn trong mùa World Cup này, để mà chúng ta có thể xem World Cup trực tiếp tại nhà, qua Wi-Fi, qua ứng dụng, thì chúng ta sẽ không tốn một đồng phí nào cả. Rồi, chúc các bạn làm công nha. Các bạn nào làm không được hay vấn đề gì đó cứ comment dưới video này. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Thấy video hữu ích đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nha.